Thưa quý vị, các địa phương là vùng xanh không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. Các địa phương có ca mắc tập trung kiểm soát các khu vực cách ly y tế. Thành phố đẩy nhanh bao phủ tiêm vaccine phòng COVID-19. Đây là nội dung chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trong cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng với các sở ngành địa phương vào ngày hôm qua. Đồng chủ trì có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến, cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị các địa phương duy trì các chốt trong khu dân cư, dỡ bỏ chốt trên đường chính. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, các địa phương có ca mắc tập trung quản lý chặt khu cách ly y tế, khu có nguy cơ cao. Qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình, phát hiện nhiều ca trong khu phong tỏa. Điều này cho thấy vẫn còn nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng. Do đó, tôi đề nghị là các địa phương không phải là cái lúc mà chúng ta có thể thư giãn được, mà thời điểm này chúng ta cần phải tập trung rất cao độ, không được chủ quan lơ là, nhất là những địa phương đã trở thành vùng xanh. Tư tưởng mà chúng ta buông lỏng, chúng ta thỏa mãn thì nguy cơ trở lại dịch là hiện hữu. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận định xét nghiệm vẫn là biện pháp cơ bản để kiểm soát dịch, đề nghị ngành y tế tiếp tục lên kế hoạch xét nghiệm tầm soát mới. Còn về tiêm vaccine phòng COVID-19, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các địa phương phối hợp với ngành y tế tiến hành đà soát, nhập số liệu người tiêm vaccine ở các phường, đảm bảo tính chính xác trong việc tiêm chủng. Đề nghị ngành y tế ưu tiên phân bổ vaccine tập trung cho hai mục tiêu. Các phường đang là điểm nóng với mức độ bao phủ càng cao càng tốt và các phường chưa đạt được tỷ lệ tiêm theo mặt bằng chung của thành phố để nâng tỷ lệ bao phủ, làm sao cho người trên 18 tuổi đạt được thấp nhất là trên 70%. Đối với việc kiểm soát người ra vào thành phố, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh trong thời gian đến, lượng người vào thành phố sẽ rất đông, nên thành phố sẽ xây dựng mã QR code để người dân vào thành phố khai báo điện tử qua mã này và cấp tự động. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị tăng cường lực lượng, các thiết bị và hướng dẫn việc kiểm soát bằng quét QR code cho người dân. Về việc chuẩn bị mở lại các hoạt động trong thời gian đến, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý các cơ sở sản xuất, cửa hàng, cơ sở kinh doanh mở lại phải có phương án kèm theo quy định của Bộ Y tế và có biện pháp kiểm soát người khi đến những địa điểm này. Mỗi cá nhân thực hiện khai báo và sử dụng mã QR code khi tham gia các hoạt động, sinh hoạt, làm việc, học tập, kinh doanh, sản xuất, v.v. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Về công tác xét nghiệm, Phó Chủ tịch lưu ý. Với cái kế hoạch 1 số 4, thì đề nghị Sở Y tế sau khi đánh giá tình hình, nếu như chúng ta thấy có những cái nội dung cần điều chỉnh bổ sung, thì tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố để chúng ta có cái bổ sung nó kịp thời và nó phù hợp. Liên quan đến việc mở lại các hoạt động trong thời gian đến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, ngành y tế và địa phương cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng để ứng phó kịp thời. Trong đó, ngành y tế cần xây dựng phương án, thiết lập các trạm y tế lưu động, ứng phó khi có ca mắc COVID-19 mới.